chỗ này nó có một cái nhà hàng rất là bự. Đây nó có cái đường mòn cho khách ra nè, nhưng mà mình lấy xe mình đi ra luôn thế nó mới ngầu đó. Ui đây các bạn, nó sẽ nằm sau lưng cái nhà hàng này. Đấy, có ai mà chạy ngầu như tôi không? Xe là chỉ đậu ngoài kia thôi, tôi chạy ra ngoài này luôn các bạn. Rồi đó, người ta phải đứng ra coi xe khách, tôi ngồi trên xe coi luôn nè. Rồi ngắm cảnh thì ngắm đi. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2 nữa. Và chúng ta sẽ tiếp tục chạy xe giường nằm các bạn. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái con xe mà mình vừa nhận được của anh Hải Đăng các bạn. Thì con này thì các bạn nó có mua thì mình có để cái đường link Facebook của anh Đăng ở dưới phần miêu tả ấy. Các bạn xuống dưới phần miêu tả mà click vào cái Facebook của anh Đăng mà mua. Con này giá đâu đó là 300 ngàn gì đấy, nhưng mà rất là đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau khám phá nào. Đấy, thì đặc biệt đầu tiên đó là đây là cái con xe ghế ngồi các bạn. Khi các bạn mua một con này thôi, một mod này thôi, mà các bạn sẽ có hai xe trong đó. Và các bạn thấy là điều chỉnh này nọ được hết. Đó, ngoài ra thì các bạn nhìn cái dàn đèn của mình kìa, mình vừa độ cái dàn đèn khá là đỉnh luôn. Đó, trên nóc cái kiểu nè, cái nóc xe này là nguyên con là nhập từ Hàn Quốc về luôn nha bạn. Đó, này nhập từ Hàn Quốc về và hôm nay sẽ dùng nó gọi là để chở khách du lịch đi tour. Đấy, và trước tiên mở cái đèn led cho các bạn xem cho các bạn hút hồn. Đây, mặc hết đèn lên luôn nè. Đấy, đấy, ngầu chưa các bạn? Trên đầu cũng có đèn nè các bạn thấy không, đầu cũng có đèn nè, đèn chớp các kiểu nè, ở dưới cũng có đèn nữa nè. Đó, bên hông cũng có đèn luôn nè các bạn thấy không. Đó, bên hông cũng có đèn luôn, à phía sau cũng có đèn. Đó, khá là chớp dữ luôn. Đó, đó là phía ngoài thôi, và cái gương đó mình cũng độ lên luôn nè. Nói chung xe này các bạn mua về, các bạn vào cái cửa hàng sửa xe ấy, các bạn độ lên được rất là nhiều thứ. Và bây giờ cùng xem ở trong cái nội thất nha. Đây, nội thất đây, đầu tiên là cái vô lăng nè. À, giờ trình bữa này các bạn này, hôm nay chúng ta sẽ chở một em xinh tươi, cho một em gái xinh tươi ngồi đằng trước chứ con chó các bạn, cho nó chó bẹt ghê vậy chúng ta. Đó, và hôm nay chúng ta sẽ đem thêm một cái đờn để cho khách chúng ta có đi tour, có vui ca hát giải trí gì đó, thì chúng ta lấy đờn guitar cho chúng ta chơi. Cho nên chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ để ghi tên hành khách nè, một cái giấy, hộp giấy và một cái cuồng giấy để đứa nào mà đi lên núi mà có bắt ỉa đem giấy theo chủ đích các bạn. Đó, đây là ghế, ghế cũng được bọc lót gọi là da luôn các bạn, da da 5D luôn các kiểu, một ly nước Starbucks bên này. Đó, cho này chúng ta sẽ có một cái GPS với một cái camera đầu xe. Đây là vô lăng của chúng ta đây. Và hành khách chúng ta đã lên xe rồi các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chở hành khách này đi lên trên núi để tham quan trên núi, và chúng ta sẽ chở khách, nếu mà có thời gian thì mình sẽ chở khách xuống dưới bến cảng để cho khách lên tàu đi biển chơi rồi cái kiểu luôn. Ok, nói chung là hiện tại mình đang ở khách sạn và bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau chở khách lên núi nào. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa, let's go, đầy máy nào. Ok, xe mình hơi là bị nổi luôn các bạn. Đèn chiếu các kiểu. Rồi đi, bây giờ mình sẽ ghé bên bên trái, à nhầm, bên phải kìa nè. Rẽ phải vẫn là chị Google dễ thương của chúng ta nha các bạn ơi. Ok, chuẩn bị rẽ phải. Rồi, ta chuẩn bị rẽ phải nữa các bạn. Bây giờ mình đã ra khỏi cái khách sạn rồi đấy. Rồi, rẽ phải. Hành trình đi lên núi của chúng ta. Chắc mình phải tắt cái đèn, gọi là đèn pha này quá. Ok. Đấy, các bạn xem ngoài nè, chiếu các kiểu hấp dẫn không? Ok, rồi bắt đầu hành trình lên núi nào.
Hiện tại là cái khu vực mình đang ở là một cái khu vực khu du lịch biển và núi luôn các bạn. Đó là mình đang đi cặp mé biển đấy. Mục tiêu mình lên núi ha là mình nhìn được ra toàn biển luôn, rất là đẹp. Mình sẽ cho hành khách bữa nay đi du lịch cho đã luôn. Hôm nay chúng ta không có đi nhà xe nào cả mà chúng ta sẽ đi tour. Đấy, bạn nào mới mốt mà có đi đi tour thì hãy đặt xe của Nguyễn Quý Gamer nha các bạn. Ok. Đây gọi là những cái phụ kiện mình bỏ vô sơ sơ được chứ các bạn. Các bạn có thể là thay đổi được rất là nhiều. Các bạn có thể thay con chó thành con mèo, các bạn có thể thay một em xinh tươi này một em xinh tươi khác. Và có thể là chở siêu nhân robot này nọ rất là nhiều. Cũng có một cái đường này đi đâu nè ta ơi. Mình đi lên trên cái núi này như vậy. Nhưng mà không là mình đi qua hầm. Nên mình không có qua cái đường đó. Cái hầm nó đèn các bạn ơi. Chuẩn bị cái phải. Ok, chuẩn bị cái phải các bạn ơi. Rồi, ra khỏi hầm mà tắt đèn. Ok, cái phải, cái phải. Đó. Xe rất là đầm luôn nha các bạn. Và nó có cái độ nhúng rất là tuyệt vời khi vào cái đường gọi là gồ ghề các kiểu. Xe mình đi tới đâu là gọi là như cảnh sát vậy các bạn, chiếu sáng tới đó. Bây giờ bên trái mình là cái biển hồi nãy đấy, không phải cái này cái biển mà là gọi là cái hồ, cái sông gì đấy mà nó thông ra biển luôn. Một tí mình lên núi mình nhìn ra được toàn biển ở ngoài luôn, thì rất là đẹp. Đây mình các bạn sẽ lên đó từ từ. Con đường nó cũng gọi là tương đối gần lắm ha, chứ nó không có xa. Ở vậy như trên này các bạn thấy đông xe vãi luôn không? Rất là đông xe. Đường nhỏ nên chúng ta chạy từ từ nữa nha các bạn ơi. Không có chạy đường cao tốc nên mình không có chạy nhanh. Xe mình còn xăng không ta? Hình như là vẫn còn ấy. Đó, giờ này thẳng thẳng, mình sẽ chạy nhanh cho các bạn một tí. Mở cái đèn nhìn hồn chóng mặt luôn các bạn, nó chớp từ lưa ngoài đường hết trơn kìa. Đó. Nhìn hồn mình tưởng xe mình là xe cứu hộ hay là xe gọi là xe cứu thương gì ấy. Đi ngoài đường chớp từ lưa, thiếu mỗi cái kèn hú rồi đấy. Đó, vô đường nhỏ nó vậy đó các bạn. Rồi, âm cua. Các bạn nghe cái tiếng nhúng, cái zip nó nhúng vào nó kêu cụp luôn ấy. Chắc là giống ngoài đời. Get ready to turn left. Ok, chuẩn bị rẽ trái các bạn. Rồi, ngã ba là nhanh trái nè. Rẽ trái. Rồi. Ok, chúng ta lại ra tiếp tục một cái con đường mới nữa rồi đấy. Hiện tại là buổi sáng các bạn, nên là giờ này cũng chưa thấy nắng gì cả. Sáng sớm là chở khách đi lên núi để ngắm bình minh hoàng hôn gì đấy. Ui trời đất ơi. Một chiếc xe nó tính lâu cái chiếc thuyền lên hay gì ông nội ơi. Xe tính lâu chiếc thuyền lên hay vậy. Quái thật.
cái xe mình là nó đã có phủ một cái lớp gọi là phim cách nhiệt các bạn, nên là nó hơi tối một tí so với khi mình ra ngoài. Như vậy thì mình chạy mình khỏi sợ nắng. Ok, ôm cua. Ui, cái cua gắt quá các bạn ơi. Ui, cua này cặp bờ biển luôn ấy. Gắt quá gắt. Nghe không? Khi mình vừa qua một cái gờ, người ta kiểu là nó nhồi, nó nhúng lên, rồi là có tiếng gọi là tiếng đồ đạc trên xe nó kêu cụp luôn ấy. Đó, rất là thực tế. Nói chung cái mod này anh đang đầu tư tâm huyết vào làm nên các bạn, bỏ ra 300 ngàn mình thấy không uổng nữa các bạn. 300 ngàn không phải là một cái mod như hồi xưa đâu nha các bạn. Trong này là hai mod xe, có hai cái mod xe với ghế ngồi, và mình có rất là nhiều phụ kiện trong này. À, rất là nhiều skin nữa, khoảng mười mấy cái skin nữa các bạn. Mua 300 ngàn mà nó được trọn bộ rất là nhiều thứ. Nên mình nghĩ các bạn nếu mà bỏ tiền ra mua cái xe này không phí đâu. Đó, qua hầm này luôn. Hình như cái hầm này là hầm cuối cùng mình qua đó các bạn, chuẩn bị lên núi rồi đấy. Cái cua bắp kèn cái cho chắc. Cái ông nội nào ông sắn qua bên mình cái là khỏi về luôn ấy. Ấm cua nữa nè. Xe đông vải luôn nha. Còn container không mới ghê chứ. Cái khúc mà nếu mình đi tiết ngoài kia nó là cái cảng, các bạn gọi là cái cảng ấy, nên là người ta lấy đồ cũng đi ra ngoài lấy, và người ta khách vào trong ra đây đi, nói chung đi ra biển hoặc là đi vào này nọ rồi người ta cũng là cái cảng đó luôn, nên là cái đường này lưu thông sẽ rất là nhiều. Còn chả hiểu tại sao làm cái đường nhỏ xíu như vậy các bạn, mà được cái lan can ngoài các bạn thấy không, rất là xịn sò. Ui là một cái cua nữa nè. Rồi, âm cua. Ây da, ui, đụng gì ta? Dốc cục đá này gì các bạn ơi. Ủa sao trong này mắc bà cái lan can rồi. Phút này chưa làm lan can cái gì các bạn ơi. Ui, chuẩn bị qua một cái hầm nữa. Vẫn chưa qua khỏi hết hầm các bạn. Vậy khu này là núi rất là nhiều. Bây giờ nếu người ta làm đi lên núi thì nó lại cao, gọi là nguy hiểm và xa nữa, nên là người ta thường làm hầm nhiều các bạn. Mở đèn. Thường vô hầm là mở đèn không các bạn. Nhưng mà xe tôi các bạn thấy không? Đèn tờ lơ hết trơn các bạn. Nhiều khi khỏi mở vẫn được. Ôi cái hầm này nó cũng xa vãi nha các bạn. Ngắn đâu. Kìa, đó còn cái hầm nữa kìa. Tưởng nó ít thôi các bạn, không ít đâu. Ủa, thấy chưa các bạn thấy không? Người ta công nhân ta vẫn còn đang sửa chữa kìa. Cũng chưa xong đâu. Đường này gọi là khu du lịch trẻ chuẩn bị nổi tiếng mà các bạn. Nên là du khách sẽ bắt đầu kéo về đây nườm nượp, nên là bắt đầu là gọi là các công nhân đã làm đường đi giao thông lưu thông này nọ cho nó tiện rồi đấy. Ok, đây nếu mà rẽ phải là xuống bến cảng đó các bạn, xuống đó đi tàu này nọ rồi cũng có luôn, nhưng mà mình sẽ lên núi và mình sẽ rẽ bên trái. Rồi nhanh trái nè. Dễ cháy. Thằng quỷ nó đi đâu? Thằng này chắc xuống bến cảng quá chứ đâu.
qua mặt luôn ha. Rồi mình ghé trái. Ủa chết quá thì chết bạn ơi, mấy cái anh ngồi xem có chóng mặt không, chứ tôi ngồi tôi lái mà tôi chóng mặt lắm rồi đấy. Đây có một cái đường nhỏ lên núi nè các bạn, nhưng mà đường đó xe lớn nó vô không được nha. Đó, xe khách chỗ này là chỗ sửa xe các bạn, xe có hư rồi nọ đem lại đây sửa. Bên đây ghẻ đi đâu vậy ta? À, một cái ga. Đây là đường lên núi nè các bạn. À, là đây là đường đất rồi đó các bạn. Không phải là đường nhựa ngon lành như nãy nữa đâu. Lên núi đẹp lắm các bạn. Đấy. Ôi, đoạn này nó được đường nhựa lại nè. Tôi tưởng là đường đất hết chứ. Get ready to turn left. Chúng mình ghé trái nữa các bạn ơi. Rồi, ghé trái. Rẽ trái. Mẹ Google bắt nói theo mình không à? Đây, đường lên núi đây. Nãy gì ta? À, cái này là các bạn thấy có một cái gào không? Đó, cái gào đó là tôi gọi là tới giờ mà hết giờ được tham quan núi ấy, là người ta sẽ đóng lại. Còn bây giờ là vẫn còn giờ tham quan nên là cửa sẽ mở và mình lên bình thường. Ok, lên trên núi luôn. Chạy nó giờ càng ngày càng cao rồi đó các bạn. Tại đây cứ ngắm cảnh chụp hình rồi các kiểu thôi, chứ được cái gì đâu. Lên càng ngày càng cao quá mà. Rồi như gần đến rồi nè. Đó. Rồi tới các bạn ơi. Đó, thấy cái nhà đó, thấy cái nhà hàng này kìa. Bạn đã đến nơi an toàn. Bạn đã đến nơi an toàn. Ok. Nó chạy đâu ta? Đây có cái đường đi ra ngoài kia để ngắm cảnh kìa. Như là xe là phải đậu trong, đậu ở ngoài cái mặt kinh này các bạn ơi. Xe phải đậu ngoài này hay sao ấy. Khách thì phải đi ra này nè. Ui, nếu vậy mình để mình chạy thử xe khách ra thử được không nha. Mình chở khách, mình lấy xe mình đi đường cấm luôn. Mình chở khách ra ngoài kia luôn. Chỗ này nó có một cái nhà hàng rất là bự. Đây nó có cái đường mòn cho khách ra nè, nhưng mà mình lấy xe mình đi ra luôn. Thế nó mới ngầu. Đó, đây các bạn, nó sẽ nằm sau lưng cái nhà hàng này. Đấy, có ai mà chạy ngầu như tôi không? Xe là chỉ đậu ngoài kia thôi, tôi chạy ra ngoài này luôn các bạn. Rồi đó, người ta phải đứng ra coi xe khách, tôi ngồi trên xe coi luôn nè. Rồi ngắm cảnh thì ngắm đi. Ui đẹp thiệt các bạn, nhìn ra tới ngoài biển quay luôn kìa. Đó, thế nó mới ngầu chứ. Ta coi xe tôi nó trôi rồi nè, nắng nắng tay là nó trôi luôn, đẹp quá. Xong rồi coi như được rồi các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ chở khách về lại bến tàu để cho khách đi ra biển tham quan. Rồi đi lại, đi xuống núi lại. Các bạn nhớ nãy mà thay vì mình rẽ trái thì bây giờ mình sẽ đi đường xuống dưới. Cái đoạn mà rẽ phải hồi nãy ấy, là cái chỗ cái bến cảng rất là bự. Xuống đó thì khách có thể là đi tàu các kiểu. Làm sao ra đi ta? Các bạn thấy không? Xe người ta phải đậu ngoài kia, mình chạy xuống đây luôn. Thế nó mới ngầu. Rồi ôm bùng binh đi ra luôn nè. Ok.
Rồi chạy xuống núi lại. Giờ xuống núi nó mới sướng nè. Phải là dốc mình gọi là đường lạ mình sợ đúng không? Thử xuống núi lẹ lẹ cho các bạn xem. Đưa nó qua mặt thanh niên xe khách này các bạn. Đó. Xe rất là đầm các bạn, nên yên tâm không không dễ lật đâu. Ủa thả dốc vậy nó mới sướng chứ các bạn. Tham quan cho nhiều, các bạn nhìn cái cho biết được rồi đó. Mình chở khách đi tham quan là chỉ đó. Rồi giờ tiếp tục chúng ta sẽ vừa ra khỏi cái đoạn mà đi lên trên núi xong, giờ mình sẽ quay trở lại cái đoạn hồi nãy. Chỗ này chỗ tiệm sửa xe nãy nè các bạn. Ok. Đây là cái ngã ba nãy nè. Bây giờ mình sẽ với các bạn sẽ đi xuống dưới cái bến cảng. Ôi trời ơi. Ngồi dữ vậy. Đó. Ui nó có một cái con đường nhỏ nè. Đường nhỏ nó xuống cảng cái gì các bạn ơi. Đây là xuống cái cảng dưới này nè. Đúng rồi, cái cảng mình xuống là cái cảng bên kia. Cảng này nè. Nhiều cảng lắm các bạn. Hôm nay người thì hành khách sẽ có thể là tự mướn cano, tàu rồi đi. Đây. Ok, cảng này nè. Đó. Rồi có chỗ đậu không các bạn. Rồi có chỗ đậu các bạn ơi. Ghê vô luôn. Ui nhắm bánh sao luôn kìa các bạn. Còn nghĩ cho ok đấy. Rồi tắt máy đi. Thôi mình tắt mấy cái đèn này. Nó chớp rồi tôi chóng mặt luôn ấy. Đèn là đèn gì. Rồi. Thôi chắc mình sẽ kết thúc video tới đây các bạn. Và các bạn nếu thấy video này của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Còn các bạn nào muốn mua cái chiếc xe khách này thì có thể là nhanh chóng liên lạc với anh Hải Đăng bằng cái đường link mình để phía dưới cho các bạn đấy. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.